trừ lại giờ giờ tao cũng 6 triệu vậy. À, 6 triệu với trừ lại 2 triệu tiền công. Đây là nhà của anh chị ở Bình Dương. Đây. Bề ngang 6m3, dài 70m. Anh chị muốn chừa ngoài cổng vô là 5m. Đây là hiện trạng. Đây là hiện trạng nhà cũ. Bắt đầu từ mép đường vô 25m là anh bắt đầu xây. Đây là hiện trạng nhà cũ của anh. Em quay lại cái hiện trạng. Đây hiện trạng nhà cũ của anh. Rất là dài. Ảnh dài trên 70m lận. Mấy cánh cửa này tận dụng cho chị được này á. Hả? Cửa tận dụng được này. Tận dụng làm cửa gì? Thì bởi vậy nên là chị cũng mà chỗ này. Con nó sợ lắm. Cửa buồn. Được. Cửa buồn nhỏ xíu. Nhỏ quá ha. Cửa buồn. Nhỏ xíu là cửa buồn rộng rộng là mình còn mua tủ khác nữa. Mai mốt gia chủ sẽ gỡ bỏ căn nhà này đi làm lại. Vậy là anh phải tốn thêm một cái khoản tiền là phải tháo dỡ. Đúng không? Anh mà vô rồi. Lỡ lên trước luôn. Vô anh rồi. Quên lỡ. Hai cửa này nó đang chịu mưa quá. Hai cửa này tận dụng nè. Em tận dụng đi. Cảnh chẳng lỡ tiền. Anh nào cảnh em đo kích thước lại. Nhắn tin cho em á. Em định tận dụng lại hai cửa này. Nhưng mà nó lại thấp quá nha. Thấp bây giờ. Gỗ nó vô nó đồn trên rồi không? Đồn trên đồn dưới một ít nữa. Thôi. Gia chủ tận dụng lại hai cánh cửa buồn nha. Cánh cửa còn rất là đẹp. Này. Ba cánh cửa buồn gia chủ tận dụng lại. Được, cái cửa này tận dụng được chị ạ, đẹp. Đây là nhà đóng. Đây là đỉnh sau. Đây là đằng sau của nhà gia chủ đây.